sẽ được tiền trợ cấp cho dành cho em bé đó. Thì hôm nay thì là ngày 20 thì mẹ mới lãnh tiền của Henry xong thì mẹ đi mua sữa, mua tã, mua một số cái giấy ướt cho Henry nữa. Đây. Mua sữa cho Henry. Sữa xem bơ. Đây hiệu này nè, hiệu xem bơ. Henry uống sữa này từ hồi lúc 5 tháng rưỡi, 6 tháng gì đó thì mà Linh hết sữa. Linh không còn sữa nữa, thế nên là cho ảnh bú sữa ngoài. Thì đây xem bơ, nó đề là xem bơ 2 nè. Số 2 thì là dành cho từ trẻ từ 6 tháng thì sẽ uống được cái loại Semper 2. Nó có Semper Baby, Semper 1 thì dành cho trẻ sơ sinh từ 0 đến 6 tháng, còn Semper 2 thì dành cho trẻ từ 6 tháng đến như đến 9 tháng. Đúng rồi. Rồi thì Linh trong 1 tháng thì Linh mua lãnh tiền của Henry ra xong thì hôm nay Linh mua cho Henry một hộp nè, hai hộp, ba hộp, bốn hộp, năm hộp và sáu hộp. Thì trong cái sáu hộp này thì Linh có mua một cái hộp Semper 3. Semper 3 là dành cho trẻ từ 9 tháng, thì dành cho 9 tháng tại vì bữa nay Henry nó được 8 tháng rồi, 8 tháng 5 ngày thì trong mấy cái hộp này nó sẽ uống hết, và đến cái cuối tháng 8 đầu tháng 9 mà uống hết mấy cái này thì Linh cho nó qua uống cái Semper 3 này để cho nó uống từ từ là vừa. Tôi nghĩ chắc là uống vừa tại vì một ngày một một tuần một tuần thôi, một hộp này đi, một hộp này là 800 gram, một hộp này là 800 gram, nó có hai bịch trong đó, nó có hai bịch thì Linh nghĩ là ha, nó Henry nó thường uống là hai hai bịch là thường sẽ hết trong vòng 5 ngày, 4 ngày 5 ngày thì Henry nó sẽ uống hết một hộp này gồm có hai bịch. Mở ra cho mọi người xem. Semper này là sữa của Thụy Điển, nổi tiếng lắm, thấy bên Việt Nam mình nhập về uống cũng nhiều, mà cái này là bên đây là trẻ nào Linh thấy cũng uống loại này hết. Nó có một loại khác nữa là sữa nan á, sữa nan, nhưng mà Linh chọn sữa này là sữa của Thụy Điển nên là mình thích hơn, cảm giác mình thích hơn, thích. Đó, một hộp thì nó sẽ có hai cái bao, mỗi bao là 400 gram, mỗi bao 400 gram thì một hộp vậy là nó để cái muỗng trong đây cho mình nữa, thì Linh cứ khui ra vậy đó, mình khui ra mỗi bịch vậy đó thì nó sẽ đỡ bị gọi là gì, để ra ngoài bị hôi gió hay gì ha, nó đóng gói vậy cũng tiện, cứ 400 gram mình uống hết rồi cứ cắt ra bịch mới rồi bỏ vô hộp đựng vậy rồi xong rồi nó bảo quản dễ hơn. Thì một hộp vậy là 92 đồng 90 thì coi như là thành 93 đồng tiền Thụy Điển. 93 đồng thì nó cũng gấp cỡ 2 cỡ 270, ngàn, 270.000 tiền Việt Nam mình. Mà Linh thấy sữa này mà nhập về Việt Nam á, sữa này nhập về Việt Nam là uống là thấy là người ta bán 520, 520, 530, mà Linh có đợt Linh nhập về, có đợt Linh gọi là Linh cũng bán lẻ lẻ cho bạn bè này kia thì cũng là 520, tại vì cái tiền phí vận chuyển này kia rồi về mấy ông hải quan á, mấy ông hải quan ổng kiểm tra ổng đòi mình phải có giấy tờ an toàn thực phẩm rồi từ lưu hết á, nên là Linh chán quá cái Linh không có gửi nữa, nhưng mà mỗi lần gửi là cũng tốn tiền vậy đó, cỡ tiền này kia nọ xong mình về mình bán.
hộp là 800 gram mà gửi nặng ký lắm. Rồi bột này kia rồi mấy ông nó làm khó làm dễ lắm. Rồi phải mình còn phải đóng đóng tiền nếu mà mình muốn lấy cái hàng đó nữa. Vất vả. Thì đó thì mua cho Henry được 6 hộp, một hộp vậy thì uống chừng 4 ngày 5 ngày thì mua để vậy đó thì nó sẽ uống được hết trong vòng 1 tháng, khỏi phải đi siêu thị gọi mua cho Henry nữa. Cứ mua lắt nhắt hoài cái mình mất công bất tiện mình phải đi vô siêu thị đúng không? Mùa này mình hạn chế đi siêu thị nên là Henry sẽ được 6 hộp sữa này. Mà sữa này uống nó không có bón nha mấy bạn. Linh thấy Henry nó uống không có bón, mà với lại Linh cũng đọc trên trên mạng á là nhiều người uống sữa, nhiều người cho con uống sữa này á không có bón, bởi vì bên Việt Nam mình cũng khoái cho uống á. Giống như là cái này nó có nhiều vitamin D tăng trong trưởng chiều cao hơn, chứ nó không có làm cho là nó không có uống không có béo phì nhiều. Mua cái gì nữa, mua mua cho ổng thêm hai cái lóc da ua, mua cho ổng 2 lóc da ua. Nay lãnh lương thì phải mua cho Henry, mua 2 lóc da ua, rồi mua một một cái hộp bột để cho Henry ăn sáng. Còn một hộp này là dành cho trẻ từ 8 tháng trở lên nè, hộp này dành cho trẻ 8 tháng trở lên thì nó cũng đóng gói, nó cũng đóng bịch vậy luôn. Rồi đóng gói đóng bịch vậy là mình cắt cái đường này xong mình đại cái hộp lại thôi. Rồi cái này là cái vị chuối với lại lê. Một hộp này hình như nãy nên mua là 33 đồng 40, thì coi như là 33 đồng hả? 33 đồng. Cứ 10 đồng là 27 ngàn đó, cho là vậy đi chắc cũng cỡ 70 hả? Đó, cũng cỡ đó. Rồi mua cho nó sữa tắm, mua sữa tắm cho ảnh, rồi mua dầu dầu massage, dầu massage cho ảnh. Tắm xong á, mùa này tắm mà hồi đó giờ rồi xong rồi Linh cũng thường thường xuyên tắm xong rồi Linh xức cái này cho ảnh rồi để cho cái da nó mềm mại, nó không bị khô. Bên đây trời mùa này gặp mùa này nữa nó lạnh. Đây uống miếng trà nha. Đó thì đang còn gì nữa, rồi xong mua cái này cho ảnh nữa, 4 bịch khăn khăn giấy ướt, cái đóng gói một lóc này nè, nó 4 bịch nữa. Lãnh lương của Henry ra là phải mua đồ cho Henry, cái tiền này là tiền của Henry. À, sau khi Linh cho mấy bạn coi nó cái này xin mình để nói đến anh Henry nó được lãnh bao nhiêu tiền nha. Rồi cái này là tã cho ảnh hả, tã Linh mua 2 bịch à, Linh mua có hai bịch cho ảnh. Là tại biết sao nãy Linh Linh đi bộ siêu thị thì gần đây là cỡ chừng đi chừng 700-800 m gì đó đó, Linh ra đây Linh mua mà Linh đi bộ nên là xách xách mỏi tay quá, Linh thấy nhiều đồ quá nên là Linh mua cho ảnh có 2 bịch này thôi, 2 bịch tã. Với lại tại vì mua đi chợ, Linh đi chợ mua thêm mấy cái đồ của người lớn rồi với lại đồ ăn để nấu cho Henry, nấu cháo này kia nữa, nên là xách không nổi, hai tay xách 2 bịch nặng quá, cái là nhiêu đây thôi, mua hai bịch tã cho ảnh. Thì cái này 2 bịch tã này cũng xài cũng chắc cũng cỡ được 2-3 tuần gì đó, 2 tuần thì đó hai viên ướp. Tã này á, tã băm bơ bên đây mình có tã băm bơ, cũng có tã băm bơ giống bên Việt Nam á. Thì cái này là nãy Linh mua chín, giá của nó 99 đồng, nhưng mà mình mua
mua một lần á mà hơn tổng quá đơn hơn 300 á, hơn 300 đồng á thì nó sẽ khuyến mãi, cái này còn 85 đồng là coi như 99 đồng khuyến mãi, còn 85 là 14 đồng á. Ừ, nó giảm được 14 đồng. Đó, nó giảm nè. Nó giảm được 14 đồng. Để mua hai bịch này đi, rồi chị ở nhà cũng còn á, cũng còn nửa bịch nữa nên thôi kệ cho anh xài, nếu nào thiếu thì mua thêm cái sách em hỏi. Rồi mua thêm đồ ăn, thịt nè, rau củ, rồi nuôi, rồi mấy cái loại mà để Linh nấu cháo cho Henry nó ăn nữa thì cũng tính vô cái đó, là coi như mình mua đồ mình ăn đi, rồi nấu cho ăn miếng, rồi trái cây nữa đó, lãnh lãnh tiền của Henry ra đi mua vậy đó. Mà quan trọng là sữa, quan trọng là sữa cho Henry uống, lúc nào mình cũng có sữa cho Henry uống thì nó khỏi gay, khỏi đói bụng. Rồi á Linh có thêm mấy cái gì, mấy thêm cái hũ, người ta hũ đồ ăn á mà người ta bán sẵn á, thì mà Linh không mua. Lâu lâu Linh cũng mua cho nó ăn cho nó đổi cái vị á, nhưng mà hôm nay Linh không mua, tại là trong tháng này nó ăn mấy có mấy hũ rồi nên là tháng này không mua nữa. Mua cái đó thì nấu cũng tiện, cũng tiện, mở ra rồi xong rồi mình bỏ vô lò hâm lại cho ảnh ăn thôi thì đỡ nấu, nhưng mà thôi khi nào mình nấu được thì mình nấu. Rồi đó, đây là quà của Henry, đồ ăn của Henry. Rồi để mình bỏ lên đây, mình bỏ xuống đây là xong rồi cho mọi người dễ thấy. Rồi bây giờ vô vấn đề chính là Henry nó lãnh được bao nhiêu tiền một tháng. Cứ từ khi Henry sinh ra tới giờ đó là sẽ được tiền hỗ trợ của nhà nước. Tất cả trẻ em ở Thụy Điển mà có gọi là có quốc tịch Thụy Điển, sinh ra ở Thụy Điển thì sẽ được hỗ trợ, được nhà nước hỗ trợ từ lúc mới sinh. Tiền hỗ trợ đó từ lúc mới sinh ra mỗi tháng luôn, là đến cho đến 16 tuổi. Và sau 16 tuổi là nó đi học, nó cũng sẽ được hỗ trợ nữa. Vậy thì cái tiền trợ cấp nó là bao nhiêu? Để Linh nói cho mọi người nghe nha. Rồi, một tháng thì Henry nó sẽ được 1.250 đồng Kruno, 1.250 Kruno. Thì Linh đổi ra thì nó cỡ 3 triệu tư 37.000 cỡ đó. Đó là coi như một tháng em bé nó sẽ được như đó, 3 triệu tư 37.000 tiền Việt Nam. Thì cứ 20 tay nó sẽ báo vô tài khoản của mình, và nó không có để một thẳng một số tiền là 2.000 là 1.250 vô trong tài khoản của ba hoặc mẹ không đâu, mà nó chia ra, người ta chia ra cho ba, tài khoản ba là 625, mẹ 625. Thì để giống như là người ta làm vậy thì để, đối với những cái trường hợp mà em bé nó không có ở chung với ba mẹ nữa đó, thì cái tiền đó thì ba mẹ chia ra để giống như là khi nó ở với ba mẹ ba thì ba, nói chung là ba cũng có lấy cái tiền đó ba mua đồ cho nó, và mẹ cũng có tiền đó để mẹ mua đồ cho nó, thì người ta chia ra vậy đó. Thì nếu mình còn ở chung thì cứ lấy cái gộp chung cái số tiền đó lại rồi thì mua đồ lo cho em bé thôi. Thì em bé sẽ được 1.250. Rồi mà khi mà mình có hai bé thì nó được tăng lên là 2.650 cho hai bé, là tương đương với 7.287.000. Thì Linh
Linh coi Linh tính ra á, Linh tính ra từ từ một đứa mà nó tăng lên 1.250, tăng lên 2.650 thì là nó trên là 1.400, coi như là cái đứa sau ấy, cái tính từ đứa thứ hai ấy, nó sẽ được tới coi như là tăng lên thì là 1.400, còn một đứa thì là 1.250 thôi, mà hai đứa thì nó được chia ra là cỡ 1.400. Ngàn cỡ 1.300, 1.400 gì đó đó, và ba đứa thì sẽ được 4.480, thì tương đương như là 12.320.000, và bốn đứa thì sẽ được 6.740, và mấy bạn cứ nhân lên nữa đi là nó ra số tiền đó. Ba đứa mà được coi như thành tính ra tiền Việt Nam là được 12.320.000 rồi. Nhưng mà cái số tiền này á, cái số tiền này 1.250 này á, cho một một bé, Linh thấy là nó không có đủ đâu. Linh nói thiệt, cho một bé không có đủ. Tại vì mấy bạn biết không, mình mua đồ ăn nè, mua đồ ăn thịt thà cá nè, trứng sữa gì đó để nấu đồ ăn cho bé nè, mà tính ra Henry bây giờ là nó còn nhỏ đúng không, là mình tính theo lúc nó còn nhỏ đi, nói bây giờ là nói lúc còn nhỏ nhỏ xíu vậy nè, là chỉ có mua mua đồ ăn để nấu cháo cho bé nè, rau củ nè, đó tính vô là đồ ăn, rồi sữa sữa nè, rồi tã nè, rồi mấy cái đồ ăn vặt để bổ sung cho em bé nè, trái cây nè, rồi bột nè, đó là nó tiêu tốn. Mà ý là Linh chưa có tính tiền, ý là Linh chưa có tính tiền tính tiền gì, tính tiền quần áo á, quần áo với lại đồ dùng đồ chơi, rồi quần áo, rồi bình sữa, bình sữa thì lâu lâu rồi phải mua nè, rồi hỏi gì nữa, mấy cái thiết bị như là để đó, giống như để mua cái ghế đi xe nữa, là tốn một cái ghế vậy thôi đã tốn 2.900 rồi, 2.995 đồng đó, gần 3.000. Mấy bạn cứ tính đi, cứ mua quần áo cho ảnh nè, rồi em bé tốn nhiều thứ ghê, quần áo, rồi mấy cái ghế ngồi nè, rồi nói chung là các dụng cụ cho em bé luôn á. Nhưng mà Linh được cái là Henry á không có bị, ba mẹ không có mua cho Henry mấy cái đó, là được cái ông bà nội á, ông bà nội tài trợ cho hết à, ông bà nội mua mua từ A đến Z. Mấy bạn biết không, từ khi mà Henry nó sinh ra tới giờ là quần áo với lại mấy cái đồ dùng, ghế nôi, rồi ra mền, một mền gối, bình sữa, rồi tô chén gì cho Henry ăn á, ghế ngồi ở ngoài xe, rồi xe đẩy này kia là ông bà nội tài trợ cho hết. Là nói thiệt là Linh với ba ba mẹ Henry là như là không có tốn tiền mua quần áo cho Henry luôn á, như tốn có mua mấy cái món nhỏ 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 thôi à, không có tốn nhiều, mua chừng nói thiệt chừng có mấy trăm, mà từ hồi đó giờ mua quần áo cho Henry á, Linh mua cho Henry á chừng có mấy trăm, mà còn nhiêu là ông bà nội mua hết, nhiều lắm cho Henry, nói thiệt ông bà nội cho Henry hôm bữa giờ cứ mấy chục ngàn rồi đó, cứ mua quần áo mắc ghê luôn á, nên là được cái là ông bà nội cưng á, ông bà nội tài trợ cho hết, chứ không thôi là đâu có đủ đâu. Mấy bạn nhìn thấy em mua quá trời mấy cái đồ này, xong rồi đồ ăn là coi như là hết cái tiền á, vừa đồ ăn với lại mấy cái vật dụng này là sẽ hết tiền. 1.250 đó nó nhanh lắm, nó bay đi cái vèo à, thì mua được cho Henry mấy cái món coi như là cơ bản thôi. Rồi mấy bạn tính nữa đi, rồi quần áo á, khi mà mình không có điều kiện á, những người mà không có điều kiện mua quần áo mới á, thì người ta sẽ mua đồ second hand, giống như là giống như cái người ta đăng lên marketplace á, thì người ta vô người ta mua mấy cái đồ mà
của những người này, người ta đăng lên, người ta chụp hình, người ta bán lên trên Facebook á, đồ cũ á, đồ cũ của em bé xài rồi thì người ta bán lại giá rẻ đó. Đó thì bên đây người ta sẽ mua như vậy về người ta giặt rồi, hoặc là mấy cái ghế nôi về người ta lau chùi giặt giũ lại. Nói chung là mua đồ cũ tiết kiệm được thì cứ tiết kiệm thì mua về cứ xài vậy đó. Hồi đó lúc mà Linh Linh cũng có định ý định là vậy đó, cứ định là mua đồ second hand lại thì của em bé mà nó đâu có sao đâu. Mua lại để cho handy, chẳng hạn như nó mặc nè, đồ quần áo rồi ghế, ví dụ mình thấy người ta đăng hình á mà đồ còn mới thì mình mới mua, mình coi mình trả giá nếu rẻ hơn được nữa thì mình tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó. Xong rồi Linh tính vậy đó, nhưng mà cái rốt cuộc ba cũng may ông bà nội mua mua đồ mới hết cho Henry à, rồi ba nó cũng cũng không muốn cho xài đồ cũ á, không muốn cho xài đồ cũ của người ta á, cái là cũng cũng không chịu. Nhưng mà đối với Linh đó là Linh thấy là mua cũng được, mua đồ cũ nhưng mà mình coi cái người đó người ta đăng hàng nó như thế nào, mình nhìn cái chất lượng của cái quần áo nó, sản phẩm nó còn được tốt bao nhiêu thì mình mua, chứ đâu phải mua loại mà rách hay là quá cũ dơ quá đâu. Mình mua mình loại cũng canh cái người đăng nó nhìn người ta sạch sẽ hay không, ngày này kia mình mua thì cũng không có sao đâu. Nếu mà Linh không được tài trợ thì Linh sẽ mua vậy kệ cho nó mặc. Mình thấy hơi hơi gọi là hơi gì, hơi cho nó mặc đồ cũ của người ta hay mặc cảm, hơi kệ đi cho mặc đại, phải tập làm quen. Nếu mình không có điều kiện biết sao giờ, nên là có nhiều người người ta không có được giúp đỡ từ gia đình á, ông bà vậy đó, nên là người ta sẽ mua đồ cũ người ta xài. Nên thấy người ta đăng nhiều lắm thì cái đó là không có sao hết á, coi như là bay cái bèo, tiền tiền nó bay nhanh lắm. Rồi cái gì nữa, rồi chưa kể mình mỗi khi mà mình đi đi ra đâu á, cái mình thấy cái gì cái mình mua, thấy cái gì vui vui hay hay tốt cho em bé cái mình cũng mua, là coi như cũng tốn tiền lắm, bộ cho em bé là tốn tiền lắm. Nên Linh nghĩ 1.250 này giống như là người ta tính trên cái mức cơ bản mình mua những cái thứ gì gọi là cần thiết nhất thôi, chứ không có mua linh tinh lặt vặt nữa. Nhưng mà khi bị mấy bạn biết rồi đó, khi mình làm ba mẹ mình thấy cái gì thích dễ thương hoặc là thích hợp cho con mình là mình cứ mua à, nên là liệu cơm gắp mắm thôi. Rồi giờ còn cái gì nữa ta, là giờ là Henry nó còn nhỏ vậy đúng không, rồi sau này nữa cái số tiền 1-250 này nó cũng không có tăng theo, nếu mà em bé nó lớn dần nó cũng đâu có tăng lên đâu, thì nó vẫn là 1-250. Thì khi em bé nó lớn hơn một tí á, thì nó ăn sẽ nhiều hơn, nó uống sữa nhiều hơn, rồi quần áo nó cũng có thể là mắc hơn một chút nữa, rồi đồ chơi nó phải mua cho nó nhiều hơn nữa, nên là cái tiền này nó sẽ không đủ, coi như là khi lớn hơn xíu nữa là coi như là sẽ bị hụt vô nhiều lắm. Nhưng mà cũng cảm ơn đất nước Thụy Điển, người ta đã hỗ trợ như vậy cho mỗi gia đình có em bé. Thì cái tiền này thì cũng là cái tiền từ cái người dân, người ta đi làm á, mình đi làm mình đóng thuế vô nhà nước, thì nhà nước người ta sẽ người ta sẽ trợ giúp, người ta sẽ tính toán, người ta trợ giúp cho lại cho người người dân. Thì cái số tiền 1.250 này á, một đứa bé thì nó sẽ được trợ cấp, một đứa bé nó sẽ được trợ cấp đến khi nó 16 tuổi, là cái tiền này nó có tên là giống như trợ cấp trẻ em, trợ cấp cho trẻ em là coi như từ không đến 16 tuổi là mỗi tháng nó sẽ được 1.250 cho một đứa bé. Và
sau khi bé nó được 16 tuổi thì có được nữa không? Thì thưa là được. Bé nó khi nó 16 tuổi, nó trên 16 tuổi thì nó sẽ được cái tiền trợ cấp là trợ cấp đi học. Trợ cấp đi học thì 16 tuổi, hình như là 16 tuổi đến 20 tuổi thì bé nó sẽ được trợ cấp đi học nữa. Là một tháng nó cũng sẽ được 1.250, nhưng mà giống như là nó có tên khác. Cái tên lúc từ 10, từ 0 đến 16 tháng tuổi là nó tên là trợ cấp trẻ em. Và từ 16 tuổi và trở lên 20 tuổi, lúc mà cái độ tuổi mà nó sẽ đi học á, nó sẽ đi học như là đi học 16 tuổi, 17 tuổi là học trung học phổ thông hả ta? 10 10 tuổi là lớp 5, 15. 15. Đúng rồi, cỡ 10 16 tuổi là còn đi học trung học phổ thông, thì từ cấp đó đi đi đến cấp đại học thì sẽ được tiền trợ cấp đi học. Đó, nó khác cái tên trợ cấp trẻ em và trợ cấp đi học, là coi như mình lớn rồi mình đi học nữa. Thì cái trợ cấp đi học này nó cũng bằng cái số tiền như vậy là 1.250. Và cái trong cái tiền 1.250 này á, thì trẻ nó sẽ được đi học, nó không có đóng tiền. Trong cái thời gian mà từ nhỏ đến đến cái giai đoạn đi học lên đại học luôn á là miễn phí, sẽ được miễn phí, không có đóng tiền. Nhưng mà tiền sách thì mình sẽ mua hoặc là mình sẽ mượn thư viện đó. Nói chung là miễn phí hết vậy đó, từ không từ nói chung đi học, từ khi mà biết đi học cho đến đến ngừng đi học thì sẽ được miễn phí. Chỉ có tốn tiền mua sách vở rồi mấy cái dụng cụ học tập hoặc là mấy cái gì hỗ trợ cho việc học của mình á, thì sẽ bị tốn thôi. Còn nếu mà có tốn nữa là do, ví dụ do cái bé đó nó đi học cái trường đại học mấy giống như trường tư á, thì mình sẽ tự thanh toán cái số tiền đó. Nhưng mà tất cả các trường nhà nước là miễn phí hết, lên tới đại học luôn sẽ được miễn phí. Thì trong cái tiền mà khi mà trẻ đi học á, khi mà nó đi học nên nó được cái tiền trợ cấp như vậy, thì khi mà nó đi học thì nó được quyền mượn tiền nữa, với trả với cái lãi suất thấp 0%, trả với lãi suất 0%, coi như là có tiền trợ cấp. Mà cái đứa bé đó, cái thanh niên đó đó, nó muốn mượn tiền để nó có tiền đóng, như là đóng tiền nhà trọ hay gì đó, hoặc là nó mượn để nó làm một cái gì việc gì đó thì sẽ được mượn tiền với lãi suất 0%, và đến khi sau này đi ra đi làm thì mình sẽ trả lại từ từ, chứ không phải trả một cục nha. Đi làm thì mình sẽ trả lại, thì người ta hỗ trợ hết mức có thể như vậy đó. Rồi cái gì nữa, tiền trợ cấp rồi. Vậy là cứ ba tính ra 1.250, 1.250 mà tính ra coi như là cho nó học đến 20 tuổi đi ha. 1.250, 1.250 krono nhân cho 18 năm, 20 năm hả? 20 năm. Bằng 25 là 2 tỷ hả? 2 tỷ rưỡi là để mình ta tính cho nó ra. Xong mà mình dở dở tính này coi. Tính tiền Việt đi nha. 3 triệu tư 37.000 nhân cho 12 tháng trước đi, là coi như một năm thì bé sẽ được 41.244.000.
một năm, thì trong một mà 18 năm thì lấy 41.244.000 này nhân cho 20 năm thì bằng như là đến đến sẽ được hỗ trợ đến đến khi 19 20 tuổi thì là được tới 800 mấy chục triệu mà. Một là coi như tính ra cỡ 300 ngàn tiền chi điểm. À, coi như là bé nó sẽ được suốt đến từ nhỏ đến khi 19 20 tuổi sẽ được 824 triệu. 880 ngàn. Mà nói chung á, cứ một tháng mình có em bé nó được hỗ trợ như vậy cũng nói chung là giúp được một phần nào để mình mua những cái đồ căn bản như vậy, đúng không? Rồi bây giờ mình giờ nói tiếp cái vấn đề mà nói là tiền, cái tiền trợ cấp này từ đâu mà có, thì là từ cái tiền thuế của người dân đóng vô cho nhà nước. Các bạn biết thuế bên Thụy Điển á, đóng đóng bao nhiêu không? 25% tiền thuế, thuế 25% đóng vô cái vèo hết hết tiền lương luôn. Ví dụ một người, ví dụ một người đi làm hai chục ngàn đi, sau thuế đóng chừng tính sau thuế còn chừng có 15 16 ngàn. Ơi nó hụt đi thấy thương luôn á. Coi như là mình làm xong là một tháng còn có xíu nó mất đi một một phần tư hoặc là nói chung là mất đi chừng 20 25% đó, cái số tiền thuế này chị. Nhưng mà thì đó, bởi vậy người ta mới lấy cái tiền thuế của người dân người ta vô ngân sách nhà nước, rồi xong rồi người ta giải ngân, người ta lại giúp trợ cấp cho trẻ, thì từ khi nó đi học nhà trẻ là cũng được ăn uống miễn phí. Rồi gì nữa, khi mà nó đi học á, trong cái khoảng thời gian đi học từ nhà trẻ đến lớp lớn luôn á, là được ăn miễn phí ở trong trường luôn. Rồi nếu mà theo Linh biết á, là nếu mà một bé mà nó đi học nhà trẻ mà giống như người ta quy định từ 7 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều là người ta nghỉ, người ta cái giờ chính thức á, người ta nghỉ. Thì nếu mà con mình nó mà mình không có đó, Linh không có chắc chắn là cái khung giờ, nhưng mà Linh đại khái là giống như là đến cái một cái khung giờ đó mà mình muốn gửi con mình nữa, thì cái giờ bị dư ra, cái giờ mà mình gửi thêm á, thì mình tự mình trả.
Linh có hỏi sơ sơ bà nội Henry để biết mai mốt cho nó đi nhà trẻ thì nghe nghe nói sơ sơ vậy, nhưng mà Linh chưa có hỏi kỹ, chỉ biết là giống như là tạm tạm là mình sẽ trả thêm cái tiền mà mình gửi thêm giờ, thì đúng rồi, thêm giờ ai mà giữ cho mình phải trả tiền chứ. Thì coi như là một đứa trẻ nó đi học á, mình chỉ lo nếu mà nó còn nhỏ nhỏ, cái cấp mà chưa đi học trung học phổ thông hoặc là chưa có đi lên học đại học á, nó còn nhỏ nhỏ vậy đó, thì mình lo có quần áo cho nó thôi, rồi còn tiền học hành á, thì miễn phí, ăn uống ở trong trường, về nhà thì ăn ăn một cử, ví dụ ăn ở nhà cử hai cử, ăn thêm cái này cái kia nữa thì cũng tốn mấy cái đồ ăn vặt cho mấy anh chị nhỏ, mà được cái là vô trường được cho ăn ăn miễn phí. Rồi ngoài cái ăn uống nó như vậy thì đến đến cái phần mà em bé trẻ đi khám bệnh là không có tốn tiền. Để một cái clip sau lên nói về cái khi mà cái chế độ y tế của bên Thụy Điển cho mấy bạn nghe nữa, còn bên này là về chế độ trợ cấp xã hội thì được như vậy, được cái tiền tiền căn bản cho một đứa trẻ. Còn cái trợ cấp cho giống như trợ cấp cho người thất nghiệp, rồi cho người đi học, người mà lớn qua cái tuổi đi học, qua cái tuổi bình thường đi học và đại học của mình lớn rồi đó, thì được trợ cấp nhiều khi đi học nữa. Rồi khi mới qua thì mình sẽ được học cái gì, được giúp đỡ cái gì, thì một tập khác Linh sẽ nói về cái chế độ y tế và chế độ gọi là giáo dục cho mấy bạn nghe. Còn hôm nay là chỉ nói sơ sơ về cái chế độ trợ cấp cho trẻ thôi. Linh ăn miếng nha, để nãy giờ trái cây với lại kem tươi. Thì đẻ một đứa con ra có người người nên mấy bạn biết không, có mấy cái gọi là mấy cái người di dân á, mình cũng là di dân, mà mấy người mà từ các nước Trung Đông đi, nói vậy đi, từ các nước Trung Đông á, Linh gặp á, gặp trong trường học hoặc là ở ngoài đường hoặc là quen biết như này kia, trời ơi có nhiều con lắm, có gia đình nó 6 đứa 7 đứa, thì mấy bạn cứ tính đi, cứ nó tăng theo cái cấp độ, một đứa là 250 mà 2 đứa được 265, 2650 là giống như nó tăng lên mấy trăm đồng khi mà mình có thêm bé nữa, nó cứ tăng tăng lên vậy đó, vài trăm. Thì cái một người mà có 6 7 đứa thì cái tiền đó thì nó rơi vô tới tầm mà 7 đứa đi, nó chắc là nó rơi vô, Linh không có ghi ở đây nên Linh không biết, nhưng mà giống như cỡ cái tầm là 8 9 ngàn đi, cỡ 9 ngàn đó, mà quên nữa, cái tiền mà mình lãnh cho tiền của bé lãnh trợ cấp này là mình sẽ không bị đóng thuế nha, mình không sẽ bị đóng thuế phần trăm gì hết á, tiền này là 1 ngàn 250 này là 1 ngàn 250, không có bị trừ thuế gì hết. Thì cái một cái gia đình đó mà nó có 7 đứa con, 6 đứa 7 đứa con, thì có người ta nói đẻ đi, đẻ đẻ cho nhiều đi, được nhà nước nuôi mà khỏi cần đi làm. Nhưng mà thực ra cái số tiền đó đối với mấy cái người đó đó thì chắc là người ta cũng suy nghĩ trong đầu vậy đó, người ta suy nghĩ là kệ mình đẻ nhiều đi để mình được trợ cấp của nhà nước, nhưng rồi mình ở nhà mình nuôi con thôi. Thì mấy bạn nghĩ đi, 6 7 đứa con phải chăm chứ,
chứ nhiều khi có người đó người ta đâu biết làm, người ta phải chăm con người ta ở nhà. Mà Linh nghĩ một người ở nhà mà lo vậy không có đủ đâu, lo cho 6-7 đứa được có nhiêu đó tiền, rồi còn phải tiền tiền nhà, tiền cửa, tiền xe cộ, rồi bảo hiểm đủ thứ đó. Xong một người chồng làm nuôi nuôi 6 đứa con với lại một cái người mẹ đó, hoặc là người mẹ nuôi người ba đó với lại 6 đứa con, thì đối với Linh suy nghĩ là không có đủ. Nếu mà mình cứ tính trong đầu mình nói đẻ nhiều ở nhà vậy thì không có đủ đâu. Tiền đó ta 8-9 ngàn mua mua một đi siêu thị mua cái veo cho 7 đứa 6 đứa, đồ ăn quần áo rồi nó hết rồi. Cái gì mình thấy giá trị bên đây nó cũng mắc, giá trị đồ đạc này kia bên đây nó cũng mắc lắm, lấy mua một cái hả hết trơn tiền á, chứ đâu có là đủ. Nhưng mà Linh thấy mấy cái người người ta mấy người đó Trung Đông người ta tính như vậy, kêu đi làm không đi làm đâu, ở nhà giữ ở nhà đẻ với lại giữ con như vậy. Thì xong cái người mẹ đó, cái người mẹ đó nhiều khi là còn xin thêm cái các trợ cấp xã hội khác nữa. Nên là Linh có không phải ham cái số tiền này, mà nhưng mà muốn đẻ thì cũng muốn đẻ nhiều, cũng muốn đẻ thêm cho nó vui. Nhưng mà không phải đẻ vì cái số tiền này đâu, nhưng mà mình đẻ đẻ cho nó có anh chị em vô nhà vô cửa thôi, chứ vì cái số tiền này mà đẻ thì không có được đâu, không có đáng, gọi là không có đủ chi tiêu đâu. Mình đẻ nhiều mình ở ở nhà mình chăm rồi, chứ nhiều khi đi làm đâu được nhiều quá, mà 6-7 đứa thiệt mấy người đó đó thiệt. Thôi cái buổi nói chuyện hôm nay là đến đây là hết. Xin chào mọi người nha. Linh tại vì cái này muốn làm một cái clip dài dài vậy nè, để tiện tiện mình lên mình theo dõi, khỏi khỏi phải chia cái mấy cái nhỏ nhỏ ra nói thôi, nói một clip dài vậy nè, để đỡ đỡ phải chia. Rồi bây giờ xin bye bye mọi người nha. Cảm ơn mọi người là mọi người ủng hộ Linh Linh nha. Tại vì cũng mới làm YouTube mà, thì cũng bài đặt lên nói này nói kia cho vui, vui nhà vui cửa, cho có thêm cái lượt lượt view, lượt người xem. Nên là mọi người làm ơn ủng hộ đăng ký kênh cho Linh nha. Đăng ký like và share kênh cho Linh nha. Nếu mọi người có thích thì hãy